Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh Nhà đẹp NTN. Mình là Nguyễn Tất Nhiên, thường xuyên cập nhật những mẫu nhà mới nhất để chia sẻ với các bạn và cũng thường xuyên cập nhật những cái xu hướng xây dựng hiện nay để chia sẻ với các bạn. Cụ thể, hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn những sản phẩm về nhôm đúc. Phân xưởng nhôm đúc này tại Nam Định các bạn nhé, và đang cung cấp cái sản phẩm trên toàn quốc. Khi chúng ta xây dựng những căn nhà biệt thự, nhà vườn thì cái chất liệu nhôm ở trong cổng tường rào, ban công, lan can và thậm chí những cái vật liệu đấy, các bạn nhìn cái lan can có đẹp không ạ, hàng rào thì nó thể hiện cái sự đẳng cấp của ngôi nhà. Toàn bộ nhôm đúc hết. Khi các bạn làm nhôm này thì cái hoa văn của nó cực kỳ là đẹp và hoa văn theo cái mong muốn của các bạn. Đúc nguyên khối, nó cái sản phẩm nó sẽ sống cùng với thời gian và sống cùng với ngôi nhà của bạn. Nó liên tục mang lại cho chúng ta cái nét cổ kính, hiện đại, hay nói chính xác nó là tân cổ đấy. Không bao giờ bị lỗi mốt đấy. Các bạn nhìn thấy cái bộ ghế có tuyệt vời không ạ? Cổng rất là uy nghiêm đấy. Đây là những cái công trình thực tế mà bên mình đang thi công trên khắp mọi miền của Tổ quốc, và đặc biệt những ngôi nhà đấy. Các bạn nhìn thấy cái bộ ghế này rất là chi tiết và sắc sảo các bạn nhé. Khi các bạn có yêu cầu là bên mình sẽ đến tận nhà để đưa ra cho các bạn những cái mẫu để các bạn tham khảo. Đây là cái mẫu bờ tường có hoa văn chống đồng Đông Sơn, mẫu ban công. Các bạn thấy có đẹp không? Đó, liên tục các mẫu trên mọi miền của Tổ quốc. Và nó phù hợp với tất cả các mẫu nhà. Riêng nhôm đúc nó phù hợp với tất cả các mẫu nhà, kể cả nhà ống, nhà vườn, nhà phố. Đó, các bạn nhìn thấy những cái hàng rào có đẹp không ạ? Nếu các bạn quan tâm những cái mẫu sản phẩm này, có thể gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ trực tiếp đến nhà để tư vấn và thiết kế cho bạn sản phẩm ưng ý nhất. Xin chào mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.